Nhân kỷ niệm 18 năm ngày doanh dân Việt Nam 13 tháng 10, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã đến thăm động viên chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan và Cục Thuế Đà Nẵng. Đến thăm công ty cổ phần dược Danafa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển không ngừng của công ty trong thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo và toàn thể người lao động của công ty. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất dược phẩm, chiếm tiểu phần lớn trên toàn quốc và là doanh nghiệp đứng đầu về kêu ngại xuất khẩu thuốc của Tổng Công ty Dược Việt Nam. Đặc biệt, trong gần 2 năm bị ảnh hưởng của COVID-19, doanh nghiệp vẫn đảm bảo sản xuất ổn định, cung ứng đủ nguồn thuốc phục vụ sức khỏe dân dân, đạt kinh thu cao, nộp ngân sách và thực hiện thuốc công tác an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vui mừng với thành quả này và chúc công ty cổ phần dược Danafa ngày càng lớn mạnh, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, nhất là trong lĩnh vực y tế. Lãnh đạo thành phố Hút cam kết sẽ luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đến thăm công ty xăng dầu quân đội khu vực 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng công ty, đồng thời đánh giá cao vai trò cũng như kết quả đạt được của công ty. Chủ tịch Lê Trung Chinh chúc công ty tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, nhất là trong thời điểm thị trường xăng dầu nhiều biến động như hiện nay. Chiến thắng đầu năm nay, công ty xăng dầu quân đội khu vực 2 đã đạt sản lượng bán hàng 62.000 mét khối, doanh thu 1.300 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng đạt doanh thu 225 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 180 tỷ đồng luôn bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho quốc phòng và phục vụ dân sinh đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn ứng phó sự cố hết tràn dầu v v